Là một trong những địa phương nghèo nhất của cả nước, huyện Simacai, tỉnh Lào Cai được ví như cao nguyên đá. Tuy nhiên, xen giữa những vạt đá là bạt ngàn sắc trắng của hoa lê đua nhau bung nở, tạo phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp, thu hút đông đảo du khách. Simacai là huyện có diện tích trồng lê lớn nhất tỉnh Lào Cai. Thời điểm hiện tại, hoa lê bung nở nhuộm sắc trắng cả một vùng núi cao. Không chỉ ở các vạt đồi, hoa lê còn nở dọc đường mòn đi vào các thôn bản. Đây cũng là một trong những điểm đến hấp dẫn với nhiều du khách. Lần đầu tiên là tôi đến đây, xem hoa lê ở đây thì nhìn thấy nó rất là đẹp. Và chuyến đi này tôi đến đây là không ủ công rồi. Mấy ngày nữa là hoa này nó nở trắng lên rồi thì tôi cũng muốn dụ bạn bè đến đây thăm nữa. Gắn nông nghiệp với phát triển du lịch, đây là hướng đi đúng đắn đang được chính quyền địa phương xây dựng để nâng cao thu nhập của người dân. Thay vì chỉ thu nhập quả như trước đây, giờ đây những vườn hoa lê bạt ngàn cũng mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho các hộ gia đình. Để thu hút khách du lịch và phục vụ cho khách tốt hơn thì năm nay nhà vườn đã đầu tư thêm hệ thống đi lại trong vườn, xây dựng thêm một vài điểm check-in rồi là xích đu, để khách có nhiều cái nơi hơn để khám phá. Ngoài ra thì có làm thêm cổng chào, rồi cũng củng cố thêm nhiều cái món ăn truyền thống. Cây lê giờ đây đã trở thành sinh kế bền vững, góp phần xóa đói giảm nghèo cho bà con các dân tộc huyện Simacai. Để tạo động lực cho người dân, cũng như phát triển loại cây ăn quả đặc trưng này, chính quyền huyện đang tích cực hỗ trợ về giống và hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cho người dân. Không chỉ nâng cao thu nhập mà những vườn hoa lê này còn đưa Simacai trở thành điểm đến được nhiều du khách yêu thích.